Từ anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cơm, với miếng trầu ta làm từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm nắng, một bia kia trong kia địa buồn. Bạn anh đâu đang say buồn yêu, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Để có một ngày, có một ngày. Trung tâm Hiemiu xin chào anh em. Video clip của buổi tối ngày hôm nay thì bên em Hiemiu thực sự là rất là vinh dự và vui mừng được đón tiếp đoàn khách hai anh em đến từ Hưng Yên đến với trung tâm Hiemiu, và đặc biệt ủng hộ một bộ cấu hình cao kia âm thanh cực kỳ khủng và chất lượng nhá. Thì đây là một cấu hình cao kia mà âm thanh thì hôm nay tư vấn tiếp thị cho anh ở cấu hình 100m2. 100m2 biệt thự của ông anh. Thì lát em Hiemiu sẽ trả bài và cho anh em xem cái không gian của ông anh. Thì ngày hôm nay bên em Hiemiu sẽ tư vấn cho anh Giang là một cặp loa 4731X tuyển chọn mỹ miều anh em nhá. Và với cấu trúc driver của loa thì anh em đã nắm được rồi. Nó sở hữu hai bát 30, sở hữu bát 30 côn 100 và tép kèm 100. Về loa của Mỹ thì anh em biết rồi, về chất âm của đôi 4731X này thì nó có độ phủ âm thanh cực kỳ rộng luôn. Nếu chơi 100m2 mà lại bên em yêu lại phối hợp thêm cho anh một con súp Mỹ này, QSC của Mỹ. Con này bát 50 súp điện, công suất đạt khoảng 1000W, cực kỳ khủng. Và để đánh cho cặp loa này hay thì ông anh lại chơi dư tải luôn, cục đẩy Crown Macotech 9000i cao cấp. Con đẩy này thì anh em biết rồi, nếu giá mới của nó khoảng trên 200 triệu cơ. Nhưng mà giá bãi thì bên em yêu thực hiện bán giá dưới 50 triệu đồng một chút cho anh em. Đấy, cặp này, con này thì quá khủng luôn. Và một chiếc vang số của hãng BF Audio, một quản lý nguồn và một bộ micro. Đấy, một bộ này thì nó đỉnh cao rồi. Thì khoảng độ chốc lát nữa thì bên em yêu sẽ thực hiện đi lắp cho anh Giai. Và bây giờ cũng thông báo với anh em nó rơi vào khoảng 8 giờ rồi, 8 giờ tối rồi. Nhưng mà ông anh là kết là diễn luôn, bắt yêu cầu bên em yêu thực hiện là phải đi lắp đặt luôn. Rồi rồi, ông anh này thì cũng giống phong cách của em yêu là đã kết rồi thì không thể nào lạch được, thích là thích luôn, chứ ngày mai lại không thích nữa. Đấy, thế nên là bên em yêu thực hiện chiều theo ý của anh Giai là sẽ đi lắp luôn. Đấy, bộ này thì lên căn chỉnh cho anh tại nhà luôn. Ok. Và tất cả dây dợ kèm theo, chọn gói cho bộ sản phẩm này cũng khá đắt anh em nhá. Khá đắt. Nhưng với giá của bên em yêu đưa ra thì bao giờ có sức cạnh tranh lớn trên thị trường, nên là ông anh cũng tham khảo rồi, nên là ủng hộ em yêu. Còn nữa thì bên em yêu không biết nói gì hết, là cảm ơn anh. À, chưa biết tên anh à. Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì nhỉ? Hai anh tên gì? Trần Hoàn nhé. Anh Hoàn. Rồi rồi. Còn anh tên gì? Anh Vương Hè. À rồi anh Hè. Ok. Rồi. Lát anh em sẽ được nghe anh Hoàn hát tại nhà và sẽ nghe được cái kỹ thuật lắp ráp và setup tư vấn của bên Hiemiu xem có chính xác hay không anh em nhá. Hôm nay xin cảm ơn anh em nhá. Chúc tâm Hiemiu xin chào anh em nhá. Hôm nay bên Hiemiu tiếp tục giới thiệu tới anh em về cái mẫu đẩy LA 3 kênh. Con này công suất nó đạt 1000W trên một kênh. 3 kênh. Nó cực khủng luôn. Để đánh cho anh em những đôi full kép họng 76, những đôi đơn 40. Rồi, một kênh này giá cho anh em một đôi 30 thoải mái luôn anh em nhá. Thì giới thiệu nhanh để anh em biết được. Đây một cái thương hiệu khá nổi tiếng, thương hiệu LA. Hàng xịn sò, chất lượng và hình thức của nó đẹp anh em nhá. Đây thì quay để anh em nắm được. Sản phẩm chính hãng. Về thiết kế của nó, thiết kế thì sẽ đánh kênh CS1, CS2 để đánh cho loa full. Còn CS3 sẽ đánh cho loa sub, hoặc là đánh loa center tùy. Về thiết kế của con này thì bên em yêu cũng giới thiệu để anh em nào nhu cầu đầu tư mua về con máy này thì liên hệ bên em nhé.